cũng mong là trời anh có cơ hội vô thử lắm. Anh Thanh lên thử đi, cảm giác nó lạ lắm. Nói chung cái sân này là sân của những cao thủ, trong này toàn là cao thủ. Đây. Anh cũng mà đặt bao sân hả? Dạ. Trời, à anh với May hả? Thử đấu với anh coi. Nhanh đi, thử nha. Trời ơi. Ra ngoài. Rồi, mình nắm cái cảm giác thôi. Ván hả? Đánh bằng ván luôn rồi đó. Thì dĩ nhiên có. Mày bước, ghê hồn luôn á. Hay. Trời ơi. Anh Thư Vương còn bộ ổn hơn nè. Quá thật là cái môn bóng chuyền mà sử dụng bàn bàn này rất là khó và rất là mệt, rất là tốn nhiều sức lực hơn là đánh bằng tay. Nói chung mệt quá. Đi về, bye bye. Mệt quá.